U23 Việt Nam thua đậm U23 UAE, thầy trò huấn luyện viên Philip Chu-si nói gì? Chia sẻ sau trận thua 0-4 trước U23 UAE, huấn luyện viên Philip Chu-si khẳng định U23 Việt Nam cũng không đáng phải nhận đến 4 bàn thua khi các cầu thủ để thủng lưới bởi những thiếu sót liên quan đến thể chất. U23 Việt Nam thua đậm trận thứ 2. Sau trận thua đậm trước U23 Iraq tại giải giao hữu Doha Cup 2023, trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam diễn ra sáng ngày 26 tháng 3 là cuộc đọ sức với U23 UAE. So với đội hình ở trận ra quân, huấn luyện viên Philip Chu-si không tiến hành nhiều điều chỉnh về nhân sự và chỉ có 4 cái tên mới trong đội hình xuất phát gồm Trần Văn Thắng, Đoàn Huy Hoàng, Trần Quang Thịnh, Lê Quốc Nhật Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 UAE đã thể hiện sự vượt trội về thể hình và thể lực so với U23 Việt Nam, nhưng học trò của huấn luyện viên Philip Chu-si vẫn khá tự tin trước đối thủ. Cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 thuộc về U23 Việt Nam với pha dứt điểm của Nguyễn Văn Trường ở phút 20. Cũng so với trận đấu ra quân, U23 Việt Nam vẫn không có sự khác biệt quá nhiều khi ở hàng công, các tình huống tấn công không tạo nên sự bất ngờ và nguy hiểm đối với khung thành đối phương. Điểm ấn tượng nhất chính là hàng phòng ngự không để U23 UAE ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, U23 UAE tiếp tục là đội bóng kiểm soát thế trận khi có thể lực sung mãn, cùng với U23 Việt Nam bắt đầu mắc những sai sót do không đảm bảo về thể lực. Phút thứ 51, Yasser Al-Belousi bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho U23 UAE. Có được bàn thắng mở tỷ số, U23 UAE chơi chủ động và hưng phấn. Đội bóng Tây Á tiếp tục chơi tấn công và chiếm ưu thế trước U23 Việt Nam. Phút thứ 67, U23 UAE có bàn thắng thứ 2 sau cú sút xa đẹp mắt của Ahmed Al-Hamadi. Nhận hai bàn thua chóng vánh, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng mọi nỗ lực của đoàn quân huấn luyện viên Philip Chu-si không thể tạo nên bất ngờ. Phút thứ 83, Mohamed Ahmad đánh đầu rất mạnh nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho U23 UAE. Ở những phút cuối trận, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua thứ 4 và khép lại trận đấu với trận thua 0-4 trước U23 UAE. Như vậy, sau hai lượt trận tại giải giao hữu Doha Cup 2023, U23 Việt Nam không giành được điểm nào và nhận đến 7 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Chu-si vẫn còn một trận đấu phân định thứ hạng nữa trước khi rời giải. Huấn luyện viên Chu-si, U23 Việt Nam không xứng đáng phải nhận 4 bàn thua. Trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận thua 0-4 trước U23 UAE, hậu vệ Phan Tuấn Tài cho biết, toàn đội đã nỗ lực hết sức nên chúng tôi không có gì phải buồn. Chúng tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện hơn nữa thời gian tới. Phan Tuấn Tài cho rằng, ở trận đấu đầu tiên, sai lầm cá nhân dẫn đến việc đội phải chơi thiếu người. Ở trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam đã dám chơi, triển khai được lối chơi và thực hiện chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Trước khi vào trận đấu với U23 UAE, huấn luyện viên Philip Chu-si nhắc cả đội tự tin chơi bóng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải nhận kết quả không mong muốn. Chúng tôi phải nỗ lực hơn ở trận đấu sắp tới, hậu vệ Phan Tuấn Tài chia sẻ. Dù để thua 0-4 ở trận đấu thứ 2 nhưng huấn luyện viên người Pháp Philip Chu-si bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã thua cả hai trận đấu nhưng với những mục tiêu chúng tôi đặt ra ở giải đấu tại Qatar, cũng như với diễn biến ở trận đấu gặp U23 UAE. Tôi cảm thấy hài lòng với các cầu thủ, huấn luyện viên Philip Chu-si chia sẻ. Cũng theo vị chiến lược gia người Pháp, U23 UAE là đội bóng đẳng cấp và đó là thử thách rất lớn. Dù thua 0-4 nhưng U23 Việt Nam đã duy trì kỷ luật, cường độ chơi bóng và tính tổ chức trong thi đấu. Toàn đội phải nỗ lực tập luyện và hoàn thiện. Nói thêm về trận thua thứ 2 của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chu-si khẳng định U23 Việt Nam cũng không đáng phải nhận đến 4 bàn thua. Các cầu thủ để thủng lưới bởi những thiếu sót liên quan đến thể chất. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng. Thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam còn một trận đấu để phân hạng tại giải.
Sau đó toàn đội sẽ về nước và có những kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho SEA Games 32. Huấn luyện viên Philip Trucci cho rằng đội bóng của ông đang nỗ lực tập luyện để hướng tới SEA Games 32. Theo thời gian, các cầu thủ cần thêm sự tự tin và tinh thần chiến đấu. U23 Việt Nam đang làm việc, nỗ lực, chăm chỉ tập luyện. Đội đang chuẩn bị hướng đến SEA Games 32. Tôi muốn truyền đến các cầu thủ khát khao, ý chí chiến đấu. Bên cạnh đó, tôi muốn các cầu thủ có sự duy trì về mặt tự tin. Những trận đấu như với U23 UAE sẽ chứng minh cho tôi thấy rằng U23 Việt Nam có thể thu hẹp được khoảng cách trong một ngày không xa, huấn luyện viên Philip Trucci nhấn mạnh.